Yo, chào mừng mọi người đã trở lại với channel Toy Corner. Hôm nay chúng ta quay trở lại với dòng Marvel Super Hero. Và đây là một set non-Lego được làm bởi hãng Cóc về chủ đề Spider-Man No Way Home. Đa số là những ác nhân mà người nhện sẽ phải chiến đấu. Và không chần chừ nữa, chúng ta hãy cùng mở 8 mẫu minifigure này ra nào. Doctor Strange được làm trên một trang phục đời thường với cú nháy mắt iconic từ phim và còn được làm cả chiếc cốc. Suit Electro được làm hoàn thiện rất đẹp với những gam màu bạc và vàng óng ánh. Hơn thế thì còn hãng Cóc còn làm cho bộ effect điện đang bắn ra từ thân thể. Khác với hãng sinh thì Cóc không đầu tư một cái bạc ván bay riêng biệt mà là lắp ghép từ những bạc Lego truyền thống, nói chung cũng tạm được. Và em Mini là lý do để mình mua set này, chính là em cần cần này, Vulture. Lúc đầu mình mua thì cứ tưởng những bạc ở trên cánh là hình dáng, nhưng mà được hãng Cóc in lên hoàn toàn, kể cả những bạc đằng sau, tất cả đều được in đặc biệt lên luôn nha các bạn. Và set minifigure làm về những villain trong phim Spider-Man phần 3 No Way Home đến từ hãng Cóc đánh lễ kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho một like và sau đó subscribe channel Toy Corner nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Bye bye.